Chào các bạn, hôm nay cô và các bạn sẽ cùng nhau đi giải bài tập 95, sách giáo khoa trang 95. Đề bài yêu cầu chúng ta giải thích vì sao âm 1 mũ 3 thì bằng âm 1. Có còn số nguyên nào khác mà lập phương của nó cũng bằng chính nó hay không? Vậy thì đầu tiên thì chúng ta sẽ đi giải thích về cái điều âm 1 mũ 3 bằng âm 1 trước. Đấy, tại sao âm 1 mũ 3 thì lại bằng âm 1? Thì các bạn nhớ lại cho cô khái niệm về lũy thừa. Đây là một lũy thừa đúng không ạ? Lũy thừa bậc 3 cơ số âm 1, nghĩa là bằng tích của 3 thừa số âm 1 nhân với nhau. Vậy thì ở đây cô sẽ viết rõ ràng hơn về cái lũy thừa này. Chúng ta có này, âm 1 mũ 3 thì bằng tích của 3 thừa số âm 1, nghĩa là bằng âm 1 nhân âm 1 và nhân âm 1 đúng không ạ? Rồi chúng ta thực hiện từ trái qua phải. Âm 1 nhân âm 1 thì chính là bằng 1. Rồi nhân với thừa số còn lại là âm 1. 1 nhân với số nào thì cũng bằng chính nó. Đấy chính là tính chất nhân với 1 đúng không ạ? Vậy là bằng âm 1. Đấy, vậy rõ ràng là âm 1 mũ 3 thì sẽ bằng âm 1 chưa ạ? Đây chính là điều mà đề bài yêu cầu chúng ta giải thích. Đề bài hỏi là có còn số nguyên nào mà lập phương của nó cũng bằng chính nó hay không? Có nghĩa là còn số nguyên nào mà lũy thừa bậc 3 của nó cũng bằng chính nó hay không? Thì trong tập hợp số nguyên chúng ta còn hai số nguyên nữa cũng có tính chất như vậy. Đó chính là số 0 và số 1 đúng không ạ? Vậy chúng ta trả lời ở đây. Ngoài ra còn có số nguyên 0 và 1 mà lập phương của nó cũng bằng chính nó. Giống số âm 1 đúng không ạ? Âm 1 lập phương thì cũng bằng chính nó là bằng âm 1. Vậy không lập phương thì chúng ta thử kiểm tra nhé. Thật vậy, không mũ 3 là không lập đúng không ạ? Thì chính là bằng tích của 3 thừa số 0. 0 nhân 0 nhân 0 và rõ ràng là bằng 0 rồi. Đấy, vậy không mũ 3 thì bằng chính nó là bằng 0. 1 mũ 3 thì bằng tích của 3 thừa số 1 và rõ ràng là cũng bằng 1 đúng chưa ạ? Đấy, như vậy là chúng ta có tất cả 3 số nguyên là âm 1 này, 0 này, 1. Có tính chất là lập phương của nó thì bằng chính nó. Rồi vậy là cô và các bạn vừa giải xong bài tập 95 rồi. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn.